Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chữ kanji này, được gọi là chữ đài nhé mọi người nhé. Đó là cái âm Hán Việt thì sẽ gọi là đài. Ok chưa? Đài này thì thường nó sẽ thể hiện cho ví dụ như là cái những cái cho ví dụ như cái bục hoặc là cái nền cao ấy, thì nó sẽ sử dụng cái chữ đài này. Ví dụ như kiểu là ở trong lớp học đúng không? Các bạn có cái bục giảng ấy thì người ta cũng thường sử dụng cái chữ đài này để thể hiện cái bục đấy. Được chưa? Đúng rồi, chữ đài này trong chữ đài có chữ khẩu. Đúng rồi, bạn Mai nhận ra chữ này là chữ khẩu đây. Đúng không ạ? Chữ này của chúng ta thì nó giống như chữ mư cứng đúng không nào? Thì chữ mư cứng ở bên trên và chữ khẩu ở bên dưới thì chúng ta sẽ ra được cái chữ này, nó gọi là chữ đài. Các bạn nhé, chữ đài này thì cái chữ kanji này khi đứng một mình nó có nghĩa mọi người ạ, và nó sẽ được đọc là đai này, khi đứng một mình nó sẽ được đọc là đai. Ok chưa? Ngoài ra thì khi nó ghép với các chữ hiragana hoặc kanji còn lại nó có thể đọc là tai. Các bạn lưu ý giúp lên xe nhé. Thế là chúng ta sẽ đến với cách viết của chữ đài này. Chữ đài này thì là rất là đơn giản rồi đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ viết chữ mư ở bên trên đúng không, và bên dưới thì chúng ta viết chữ khẩu thôi, cái miệng đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có chữ này là chữ gì ạ? Chữ đài. Ok chưa nào? Giờ chúng ta sẽ đến với từ vựng khai triển của chữ đài cùng với sensei nhé. Rồi đầu tiên này, chúng ta sẽ có gì ạ? Nidai. Thì cái này người ta sẽ đọc là nidai, và cái này nó sẽ sử dụng để đếm. Khi mà các bạn học hình như là bài 7 hay bài 8 đúng không? Thì các bạn học là cái danh từ để đếm máy móc thì nó sẽ là dai đúng không? Ví dụ như là hai cái máy, ba cái máy, bốn cái máy chẳng hạn, sang dai, yong dai chẳng hạn. Đó thì nó lại chính là cái chữ đài này đây. Ok dạ, thì chỗ này chúng ta có chữ này là chữ nhị và chữ đài thì nó sẽ đọc là nhị đài và có nghĩa là hai cái, được chưa? Sử dụng để đếm máy móc, được chưa? Tiếp theo cái này thì quá là quen rồi, khi các bạn học từ vựng này chúng ta có gì ạ? Daidokoro tức là cái chỗ vị trí bếp đấy mọi người. Cái chỗ mà mọi người nấu ăn ấy, nè, cái ví dụ cái bàn bếp xong rồi bồn rửa các thứ đấy thì cái đấy chúng ta sẽ gọi là daidokoro, tức là cái khu vực bếp nấu nướng của chúng ta. Sensei đang dạy đến bài 12 nhé. Đây. Bài 12 trong giáo trình Kanji Look and Learn 512 từ nhé. Đây là giáo trình Kanji sơ cấp dành cho những người mới bắt đầu. Ok chưa? Thì chúng ta đang ở bài 12. Rồi tiếp theo này chúng ta có gì ạ? Tai phu, được chưa? Đây là chữ đài kết hợp với chữ phong. Phong ở đây có nghĩa là gió. Được chưa? Tai phu thì có nghĩa là bão. Ok chưa? Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Đai đứng một mình, được chưa? Nó đọc là đai và nó có nghĩa là cái bục hoặc là cái nền cao. Ok chưa? Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Bư tai, đây là chữ vũ đài hay còn có nghĩa là sân khấu. Đó, sân khấu thì người ta sẽ gọi là bư tai. Ok chưa? Rồi tiếp theo ví dụ như Đài Loan nó cũng chứa cái chữ đài này. Đó, Taiwan là Đài Loan. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Đai hông. Đai hông đây là gì ạ? Đài bản hay còn gọi là kịch bản. Hông này trong ni hông đấy, các bạn có nhớ không ạ? Chúng ta có gì ạ? Ni hông đấy, đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ có gì ạ? Đai hông có nghĩa là kịch bản. Đó, thì các bạn nhớ giúp lên xe nhá. Thì chúng ta vừa học chữ này là chữ gì ạ? Chữ đài. Được chưa nhỉ? Đứng một mình nó sẽ được đọc là đài. Ok dạ. Và nó thể hiện là cái bục hoặc là cái nền cao. Ok chưa nào? Ngoài ra thì ghép với các chữ còn lại thì nó có thể đọc là tài nhá. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với chữ này là chữ ương. Ương ở đây là thể hiện trong trung ương mọi người nhé, chứ không phải là ương ngạnh nhé. Ương ở đây là trung ương, được chưa? Nhớ giúp bên xe nhé. Và chữ ương này thì nó sẽ chỉ có một cách đọc duy nhất là ô. Chữ ư này nó được gọi là một trường âm nên người ta không đọc là ô ư nhá. Các bạn lưu ý nhé, người ta sẽ chỉ đọc là ô và nó sẽ dài ra một chút bởi vì nó thể hiện đấy là trường âm, chứ không ai đọc là ô ư nhá. Thì các bạn lưu ý trên dây chữ này của chúng ta là chữ gì ạ? Chữ ương, được chưa? Và thường xuất hiện trong trung ương. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cách viết của chữ ương nhá. Thì các bạn để ý chữ sensei này thì chúng ta sẽ viết cái này trước, nét thứ nhất này, nét thứ hai này, ok chưa? Nét thứ ba này, nó và nét thứ tư và nét thứ năm. Đó thì các bạn để ý là thứ tư và thứ năm này nó giống chữ nhân không? Đúng không? Chứ ta viết chữ nhân thì nó như thế này đúng không? Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ có nét thứ nhất, nét thứ hai, thứ ba và thứ tư, thứ năm. Thì chúng ta sẽ có chữ này là chữ ương giúp thầy nhá. Ok chưa? Ương trong trung ương chứ không phải là ương ngạnh, ương bướng. Nhớ thầy xe nhá. Và đứng một mình thì nó không có nghĩa và không có cách đọc. Nó phải ghép với hiragana hoặc kanji còn lại để trở thành một từ có nghĩa. Ok chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với từ vựng khai triển này. Ví dụ từ này của chúng ta có gì ạ? Chữ này là chữ chung đây, các bạn còn nhớ không ạ?
Bạn nào học kanji lúc lên với sensei lâu rồi thì sẽ nhận ra chữ này là chữ chung, đúng không? Chung là trong đấy, nhớ không ạ? Thì chúng ta có chung kết hợp với ương thì thành trung ương. Ok, thì nó sẽ đọc là chiu ô nhá, chiu ô, trung ương. Ok, tiếp theo chúng ta có gì ạ? Trung ương kết hợp với chữ tuyến. À, thì nó ý nó nói là cái tuyến tàu trung ương, hay còn gọi là tuyến tàu trung tâm của Tokyo, thì nó sẽ gọi là Chuo-sen. Sau này các bạn sang Nhật nhiều thì các bạn sẽ biết là chuyến tuyến tuyến tàu ấy thì người ta sẽ gọi là sen này, được chưa? Tuyến gì thì người ta sẽ chấm bắt chấm sen ở đằng sau, được chưa? Thì cái này là gì ạ? Chuo-sen là tuyến tàu trung tâm của Tokyo. Bài bao nhiêu vậy ạ? Bài này là bài 12 của giáo trình Kanji Look and Learn 512 từ nhé em nhé. Đăng là bài 12. Ok chưa ạ? Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Chiu ô shuken. Được chưa ạ? Thực ra thì cái này nó người ta dịch là nhà nước nắm quyền cũng đúng, bởi vì cái chiu ô này nó là trung ương, được chưa ạ? Shuken này tức là chiu là tập trung này, ken này là quyền lực này, được chưa ạ? Và cái chiu ô shuken này có nghĩa là quyền lực thì nó sẽ tập trung ở trung ương, hay còn gọi là nhà nước, được chưa ạ? Thì người ta sẽ gọi là nhà nước nắm quyền nhé mọi người nhé. Thì chúng ta có chiu ô shuken, cái này thì thực ra là các bạn sang Nhật thì ít khi các bạn dùng những cái từ mà chiu ô siêu ken này lắm. Sensei nói thật, cùng lắm thì các bạn sử dụng cái từ chiu ô là trung ương thôi, được chưa ạ? Hoặc là bạn nào mà ví dụ sau này đi dịch thuật cho các cán bộ nhà nước hay là các cơ quan đoàn thể nhà nước thì biết đâu các bạn sẽ dùng đến cái chiu ô siêu ken, được chưa ạ? Chứ còn sensei thì từ ngày sensei học tiếng Nhật đến giờ chưa rồi sensei được dịch cái gì liên quan đến chiu ô siêu ken cả. Ok chưa nhỉ? Thì chúng ta vừa có chữ này là chữ ương nhé, các bạn lưu ý chữ sensei nhé. Ok chưa? Cách viết của chữ ương thì chúng ta sẽ có nét đầu tiên, nét thứ hai, nét thứ ba và thứ tư, thứ năm. Chúng ta xong chữ này là chữ ương. Ok chưa nhỉ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với chữ tiếp theo nhé. Chữ này nó gọi là chữ ánh hoặc là chữ ảnh. Này, ánh hoặc là ảnh. Ví dụ như các bạn hay nói từ gì ega đúng không? Xem phim đúng không? Phim đúng không? Đó thì nó sẽ là chữ ánh hoặc chữ ảnh này đây. Đấy chưa ạ? Thì chữ này thì các bạn thấy vì chúng ta vừa học chữ bên trên là chữ ương đúng không? Xin sẽ chào Hoài nhá. Xin sẽ báo trên nhóm là 8:30 xin sẽ like mà. Nhiều bạn chắc là nghĩ xin sẽ like 8 giờ bởi vì mọi khi xin sẽ like 8 giờ. Hôm nay xin sẽ chuyển sang 8:30 tại có việc phát sinh ấy. Đúng rồi, chữ này là chữ Nhật kết hợp với chữ ương thì nó sẽ ra chữ ánh hoặc chữ ảnh, đúng không? Chữ này chúng ta vừa học là chữ ương đúng không? Và chữ đằng trước của nó là chữ Nhật đây, đúng không ạ? Thì chúng ta có Nhật kết hợp với ương thì ra ánh hoặc là ảnh, được chưa ạ? Và cái các bạn lưu ý này, cái chữ ánh hoặc ảnh này đứng một mình nó sẽ không có cách đọc nhá. Trần Hiếu cho em vào nhóm vậy ạ. Đây nhá, chờ sensei một chút. Những bạn nào mà lần đầu tiên vào live của sensei muốn vào nhóm để học miễn phí hoặc là xem lại tất cả các video mà sensei đã live, nhận thông báo lịch live hoặc là thông báo bài tập thì các bạn làm theo hướng dẫn này nhé. Đây, mua sách của Sensei thì như thế nào? Đây nhá, nếu mà các bạn muốn mua sách hoặc các bạn muốn vào nhóm học miễn phí thì các bạn liên hệ giá lồ trong cái màu vàng hoặc là phở bò cái màu hồng nhá. Ok chưa ạ? Thì các bạn nhu cầu các bạn là gì thì các bạn nhắn vào đấy. Ví dụ là em muốn vào nhóm học miễn phí chẳng hạn, hoặc là em muốn mua sách chẳng hạn, thì các bạn liên hệ qua giá lồ màu vàng hoặc là phở bò màu hồng là được. Ok chưa ạ? Thì các bạn nếu như những bạn nào mà vào Zalo thì các bạn sẽ được xem lại tất cả các video mà Sensei đã like này. Like từ bảng chữ cái, like đến thời điểm hiện tại. Và Sensei like thì không chỉ có mỗi kanji, có cả từ vựng, ngữ pháp và kanji nhá mọi người nhá. Và like theo lộ trình là học nâng cấp dần dần từ N5 lên N4 và lên đến N3. Ngoài ra thì Sensei có bán tất cả các giáo trình liên quan đến tiếng Nhật. Sách bên Nhật bao nhiêu Sensei? Nếu mà tư vấn sách cụ thể thì lát nữa Sensei sẽ tư vấn sau nhé. Bởi vì bây giờ đang trong giờ giảng và Sensei đi tư vấn lan man thì nó sẽ hơi mất thời gian. Thì các bạn mà thắc mắc cái gì thì các bạn cứ liên hệ qua giá lô màu vàng hoặc là phở bò màu hồng giúp Sensei là được. Ok chưa? Ngoài ra thì Sensei cũng tư vấn tất cả các chương trình, ví dụ như là du học, kỹ sư hoặc là lao động hay là tokute ở bên Nhật nhé. Thì các bạn cần gì thì các bạn cứ liên hệ qua đó là được. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay lại với ánh và ảnh giúp Sensei nhé. Ok chưa nào? Rồi, chữ này thì các bạn lưu ý sensei này nó đứng một mình nhá, nó sẽ không có cách đọc, các bạn lưu ý nhá. Nguyễn Quang Đại nghe giọng quen quen quá. Nguyễn Quang Đại, ngày xưa em có học ở JIT không? Sensei làm ở JIT 5 năm rồi này. Ngày xưa sensei làm phiên dịch này, làm đối ngoại 2 năm rưỡi này.
thi thoảng CC cũng xuống trung tâm đào tạo để đào tạo cho các bạn. Nếu mà bạn Đạt, bạn Đạt đúng không? Nguyễn Quang Đạt đúng không? Nếu bạn học ở JIT thì bạn sẽ biết CC. Ok chưa nào? Chúng ta có ánh hoặc là ảnh. Ok chưa? Nó thì đứng một mình nó sẽ không có cách đọc. Ok dạ. Nó có thể đọc là e này hoặc là utsu này hoặc là ha. Tùy từng trường hợp nó ghép với hiragana hoặc kanji còn lại. Các bạn lưu ý nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cách viết của chữ ánh hoặc ảnh. Thì đơn giản là nó ghép bởi nhật và ương đúng không? Vậy thì chúng ta quy tắc của nhật là gì? Từ trái sang phải thì chúng ta viết chữ nhật trước, chữ ương sau. Ok chưa ạ? Đây, chữ nhật đây. Đúng chưa nào? Đó, tiếp theo là chữ ương. Chữ ương thì chúng ta vừa mới học cách viết rồi. Đúng không? Nét thứ nhất đây. Được chưa? Nét thứ hai. Chưa? Nét thứ ba, thứ tư và thứ năm. Thì chúng ta sẽ có chữ này là ánh hoặc là ảnh. Được chưa nhỉ? Thế chưa nào? Giờ chúng ta sẽ đến với từ vựng khai triển nhá. Đầu tiên chúng ta có gì ạ? Ega, đây là ánh họa hay còn gọi là phim. Ok chưa? Các bạn học là các bạn hay Egao mini ikimasu đúng không? Được chưa nhỉ? Hoặc là Egao mimashita. Có nhóm của sensei không sợ bị trễ. Đúng rồi, những bạn nào mà lần đầu tiên mà like, các bạn muốn theo dõi và xem các buổi live tiếp theo thì các bạn có thể follow kênh. Mỗi lần sensei like thì nó sẽ tự nhảy thông báo lên tóc tóc của các bạn. Nhưng mà tuy nhiên thì để chủ động giờ học hơn thì các bạn nên vào nhóm. Và trong nhóm thì có lợi thế là ví dụ như hôm nay sensei like thì cái video này nó sẽ được gửi lại trên nhóm để cho các bạn có thể xem lại, để các bạn có thể ôn tập. Ví dụ hôm nay bạn trễ like bạn không xem được thì ngày mai bạn có thể xem lại tất cả các video mà đã like. Hoặc là ví dụ như là tối CC like 8 giờ chẳng hạn thì sáng hoặc là trưa CC sẽ báo là các bạn ơi tối giờ này CC like nội dung này nhé. Các thứ là các bạn sẽ chủ động được giờ để các bạn vào xem và học. Đó thì nó sẽ có lợi hơn. Ok chưa? Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Egakang. Được chưa? Egakang đây là gì ạ? Rạp chiếu phim. Nhiều bạn thì còn đọc là Egakang cũng được nhá. Nó sẽ tùy vào cái xê chố phát âm của từng người. Có người sẽ đọc là Egakang, có người là Egakang. Ok chưa? Rồi tiếp theo thì chúng ta có gì ạ? Utsuru. Utsuru, cái này nó là động từ utsurimasu. Ok chưa? Utsurimasu hay còn gọi là chiếu hoặc là được chiếu. Đúng không? Ví dụ như chúng ta có gì Ega là phim đúng không? Chiếu phim thì chúng ta sẽ Ega o utsuru. Đó. Đấy chưa nhỉ? Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Utsusu. À, cái này là chiếu và phát. Các bạn nhé, sau này các bạn học lên cao, ví dụ như đến bài 37, nó trong N4, thì lúc đấy các bạn sẽ được học là tha động từ và tự động từ. Thì các bạn sẽ hiểu được cách dùng của hai cái thằng này. Tại sao thằng này utsuru này gọi là được chiếu, còn thằng này utsusu này gọi là chiếu phát. Nó đều có nghĩa là chiếu mà. Đấy chưa ạ? Thì hai cái thằng này nó sẽ khác nhau. Một cái thằng này nó là tự động từ, còn thằng này nó là gì ạ? Tha động từ. Nên là khi các bạn học lên bài 37 thì các bạn sẽ biết nhá. Ok chưa nào? Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Hang e suru. Được chưa? Hang e suru là phản ánh. Được chưa ạ? Phản ánh hay là phản ảnh gì đấy? Được chưa nhỉ? Tôi phản ánh với phụ huynh gia đình về cái vấn đề là cháu học rất là kém chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ là gì? Hang e suru. Được chưa nhỉ? Sensei chào bạn Linh nhá. Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Hoe suru. Được chưa ạ? Hoe suru. Đây cũng là một động từ và nó gọi là chiếu phim. Ok chưa nào? Hoe suru. Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Haeru. Trường hợp này thì nó sẽ đọc là ha rồi. Haeru và nó gọi là chiếu sáng lên. Haeru, chiếu cho cái gì nó sáng lên thì nó sẽ gọi là haeru. Đấy chưa nhỉ? Và chiếu phim thì ngoài cái thằng hoe suru này ra thì nó còn một từ là zoe suru, cũng có nghĩa là chiếu phim. Các bạn nhé. Đó thì nó có rất nhiều cách để nói về việc chiếu phim nhé. Đó thì chúng ta vừa học chữ này là chữ gì ạ? Ánh hoặc là ảnh. Đấy chưa nhỉ? Rồi sẽ kiểm tra lại xem các bạn nhớ ba từ mà chúng ta vừa học chưa nhá. Chữ này chúng ta vừa học là chữ gì ạ? Các bạn comment lên xem ạ. Chữ này chúng ta vừa học là chữ gì ạ? Daki vào trễ. CC báo giờ rồi mà còn vào trễ. Chữ này là chữ gì mọi người? Chữ này người ta sẽ gọi là chữ đài nhá, Hoài nhá. Đấy chưa ạ? Hán Việt nó sẽ gọi là đài và nghĩa của nó là cái bục. Đấy chưa ạ? Và đứng một mình nó sẽ gọi là đài. Ok chưa? Và nó thường xuất hiện trong gì? Đài dokoro. Đấy chưa ạ? Là cái bàn bếp đấy, mọi người còn nhớ không ạ? Cái này là chữ đài nhá. Cái chưa nào? Rồi tiếp theo thì chúng ta có chữ này là chữ gì ạ? Vừa học xong chữ này là chữ gì mọi người? Dưới chữ đài chúng ta có chữ gì ạ? Ương rồi, đúng rồi, chữ này là chữ ương trong trung ương, được chưa nhỉ? Và nó chỉ có một cách đọc duy nhất là ổ.
Chưa? Rồi ok. Rồi bên cạnh chúng ta sẽ có chữ này quá dễ này. Nhật mà ghép với ương thì chúng ta sẽ có chữ này là chữ gì ạ? Nhật mà ghép với ương thì nó sẽ là ánh hoặc là ảnh. Đúng rồi, ánh hoặc là ảnh. Và thường nó sẽ có trong ê, gà, đúng không ạ? Phim, được chưa nhỉ? Thường gặp nhất là trong từ ê gà, được chưa? Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với chữ tiếp theo này. Này, rồi chữ này là chữ họa hoặc chữ hoạch, đúng không ạ? Lúc nãy học ê gà là sẽ có chữ ánh kết hợp với chữ họa này đây, được chưa ạ? Đó, thì cái chữ này của chúng ta đứng một mình nó sẽ không có cách đọc nhé. Các bạn lưu ý giúp sensei nhé. Nó phải ghép với hiragana hoặc kanji còn lại để trở thành một từ có nghĩa. Và nó có thể đọc là ga hoặc là kaku. Các bạn lưu ý sensei nhé. Ga hoặc là kaku. Họa, hoạch. Sách này sensei có bán nhé. Bạn nào cần mua thì đợi đến cuối giờ nhé. Sensei sẽ hướng dẫn cách để đăng ký mua sách nhé. Đúng rồi, có chữ điền ở bên trong, đúng không? Đây, bạn Mai nhìn rất là tinh. Chúng ta sẽ có cái chữ điền ở bên trong đây. Được chưa ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cách viết này. Nét thứ nhất này, nghe chưa ạ? Thứ hai, thứ ba, nghe chưa? Thứ tư, thứ năm và thứ sáu. Được chưa ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ bo cái viền bên ngoài xem. Thứ bảy, nghe chưa nào? Thứ tám và thứ chín. À, thì chúng ta sẽ có chữ này là chữ họa hoặc chữ hoạch. Được chưa? Hoạch sau này các bạn sẽ hay gặp trong kê các cự kế hoạch. Được chưa? Họa thì chúng ta vừa có gì? Ega, đúng không? Là phim, đúng không? Đó. Và sau này các bạn sẽ thấy cả ở một từ rất là quen, đó từ manga, truyện tranh. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với từ vựng khai triển nhá. Đầu tiên chúng ta có gì? Ega, đây là ảnh họa, đúng không? Và có nghĩa là phim, đúng không? Lúc nãy vừa mới học chữ ánh rồi, bây giờ học thêm chữ họa nữa thì ghép thành ega, phim. Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Manga. Đấy chưa ạ? Manga ở đây có nghĩa là truyện tranh. Đấy chưa? Các bạn đọc manga rất là nhiều rồi đúng không? Đó thì chúng ta có mạn họa. Đó thì nó sẽ là truyện tranh. Ok chưa ạ? Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Kê ka cự. Được chưa? Kê ka cự ở đây là gì ạ? Kế hoạch. Đó, thì đây là chữ kế và kế ho chữ hoạch kết hợp với nhau thì nó sẽ thành kế hoạch và đọc là kê ka cự. Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Ga ka. Được chưa ạ? Ga ka. Đây là họa sĩ. Ok chưa? Ga cả họa sĩ. Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Khai ga, đây là hội họa. Được chưa? Lại lag à? Lạ nhỉ? CC vừa đổi mạng đấy, CC vừa chuyển sang 3G không dùng wifi nữa. Các bạn thấy ổn chưa? Ổn thì các bạn comment lên xe nhá. CC vừa đổi sang 3G. Ổn chưa? Comment lên xe nhá, hết lag chưa? Alo, các bạn còn bị lag không? Ổn rồi à? Rồi ok, CD vừa chuyển sang 3G. Chắc là wifi nó có vấn đề đấy. Rồi ok. Mình sẽ quay lại nhá. Gì ạ? Ga cả đúng không? Họa sĩ. Và tiếp theo chúng ta có gì? Kai ga, thế là hội họa. Cái chữ này này, sau này các bạn học nó sẽ là chữ E đấy, bức tranh đấy. Được chưa? Được chưa? Chúng ta có gì ạ? Kai ga là hội họa. Ok chưa nhỉ? Đó, thì đây là những cái từ vựng khai triển của chữ họa hoặc là chữ hoạch này nhá. Tiếp theo chúng ta có chữ này là chữ dương. Ok chưa ạ? Dương ở đây là con cừu nhé mọi người nhá. Dương ở đây là con cừu. Được chưa ạ? Và chữ dương này khi đứng một mình nó sẽ có cách đọc. Nó sẽ đọc là hi-tsu-ji. Đây. Chữ dương này đứng một mình nó sẽ đọc là hi-tsu-ji và nó có nghĩa là con cừu luôn. Các bạn nào cung Bạch Dương không? Các bạn có bạn nào ở đây là cung Bạch Dương không? Bạch Dương là con cừu màu trắng đấy mọi người ạ. Bạch Dương là con cừu màu trắng đấy. Được chưa? Ok chưa nào? Rồi, sẽ chào những bạn cung Bạch Dương ở đây nhá. Thì chúng ta có Dương là con cừu và nó sẽ đọc là gì ạ? Hi tsu ji. Ok chưa? Đó. Và ngoài ra thì nó có thể đọc là yo khi nó ghép với các từ vựng kanji hoặc là hiragana còn lại. Ok chưa? Giờ thì chúng ta sẽ đến với cách viết của chữ dương trước nhá. Đầu tiên thì các bạn vẽ cho sensei hai cái sừng. Ok chưa? Tiếp theo là đầu này, thân này, mông này. Được chưa? Rồi cho nó thêm một cái gì ạ? Xương sống. À, là chúng ta có con cừu, hay không? Được chưa ạ? Thì chúng ta sẽ có đây, hai cái sừng này, cái đầu này, cái bụng này, cái mông này. Và cho thêm một cái xương sống thì chúng ta sẽ có đây là
con cừu dương, được chưa? Đúng rồi, Hitsuji Niku là thịt cừu nhá, Yagi Niku là thịt dê, đúng rồi nhá. Các bạn có thể cho cái này gọi là đuôi cũng được. CC thấy nó đi từ đầu đi xuống nên CC gọi nó là cái xương sống. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có đây là con cừu, được chưa ạ? Hitsuji, con cừu. Ok chưa nào? Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Cô Hitsuji, tiểu dương, cừu non hay là con cừu con. Ok chưa ạ? Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Yomo, yomo, được chưa? Mo này có nghĩa là mao, mao đây có nghĩa là lông nhé mọi người nhá. Yomo thì có nghĩa là lông cừu. Nó áo lông cừu chẳng hạn, nó yomo, được chưa ạ? Tiếp theo thì chúng ta có chữ này là chữ yagi. À, chữ này là chữ sơn kết hợp với chữ dương, được chưa ạ? Đây là chữ chữ núi đây mọi người, chữ sơn đây kết hợp với chữ dương đây thì nó sẽ thành yagi và nó là con dê núi. Ok chưa ạ? Yagi là con dê núi. Ok. Chứ không phải là con cừu núi nha mọi người nhé. Không bạn nào lại bảo ơ đây là núi hay đây là dương là cừu vậy, đây là con cừu núi không phải nhá. Được chưa ạ? Đứng một mình thì nó là Hitsuji là con cừu, nhưng kết hợp với chữ núi này thì nó lại thành con dê núi nhá, các bạn lưu ý giúp xe nhá. Sensei ơi, sao em viết kanji không thấy đẹp nữa? Thực ra các bạn để ý mà xem, chữ Sensei cũng đâu có đẹp đâu. Đây các bạn nhìn này, chữ dương người ta trông như này các bạn. Chữ dương của Sensei trông có như xương cá không? Đúng không? Mình làm sao mà viết đẹp như người ta đánh máy được? Bây giờ các bạn cứ bảo là sao chữ mình xấu thế? Thực ra các bạn để ý mà xem, chữ người Nhật còn xấu hơn. Chính ra như mình ghi dương của con vật thì đọc sao ạ? Mấy cái xám xí như thế này thì các bạn tự tra giúp Sensei nhá. Sensei không thích mấy bạn vào học xong rồi hỏi mấy cái từ hơi vô duyên đâu. Các bạn có thể tự tra trên Google nếu mà các bạn muốn tìm hiểu nhá. Ok chưa? Sensei ơi, ok Sensei đây. Vì Sensei thấy bạn bonsai mini nãy giờ hỏi những cái câu Sensei cảm giác hơi hơi tế nhị và Sensei không thích trả lời nhá. Thế các bạn thông cảm giúp Sensei nhá. Câu nào Sensei cảm thấy không hợp thì Sensei không trả lời đâu nhá. Ok chưa? Rồi thì chúng ta sẽ có chữ này là chữ dương nhé, các bạn lưu ý xin xe nhé. Đây, hai cái sừng được chưa? Đầu, thân, mông và thêm cái xương sống, hoặc các bạn thêm cái đuôi cũng được. Ok chưa nhỉ? Xin xe ơi, học tiếng Nhật có ngấm không xin xe? Học cái gì lâu mà chẳng ngấm các bạn? Các bạn học lâu thì đương nhiên là nó sẽ ngấm vào não của các bạn thì các bạn sẽ nhớ thôi. Đúng không? Còn các bạn học lớp trước thì làm sao ngấm được? Ok chưa? Rồi tiếp theo, chúng ta đến với chữ dương này giúp xin xe này. Chữ này cũng là dương. Em khó nhớ phần âm ôn âm cưng quá. Thực ra như sensei học thì nói chung là mỗi bạn có một cách học khác nhau. Như cách học của sensei thì sensei sẽ không phân biệt học ôn học cưng. Sensei sẽ chỉ phân biệt thứ nhất, chữ kanji này đứng một mình có cách đọc hay không. Còn nếu mà đứng một mình không có cách đọc thì trong các trường hợp nó ghép với các chữ còn lại nó sẽ đọc như thế nào, thì khi mà vào từ vựng từng cái một thì chúng ta sẽ nhớ luôn cái từ đấy. Chứ còn sensei nói thật nhá, âm ôn và âm cưn nó không có quy tắc. Nếu như giả sử bảo là à nếu như mà đứng ở đằng trước chữ kanji thì nó đọc âm ôn, đứng đằng sau một chữ kanji đọc âm cưn đi chẳng hạn, thì lúc đấy nên nhớ ôn cưn để khi các bạn ghép vào cái chữ kanji thì các bạn có thể dễ dàng phân biệt được à nó sẽ đọc kiểu gì. Nhưng mà thường thì ôn và cưn của tiếng Nhật nó sẽ không có quy tắc. Và nó lúc thì cưn đứng đằng trước sẽ đọc là cưn, lúc đứng đằng sau đọc là cưn, hoặc có những trường hợp nó lại chả có cái trường hợp nào. Đây ví dụ đây để sẽ lấy đây lấy ví dụ các bạn nhá. Ví dụ đây là yo đúng không, đây là hitsuji đúng không, thế sao cái này nó lại đọc là yagi đúng không? Thế bây giờ các bạn ngồi cãi nhau à? Ông dạy tôi là chữ này chữ dương đúng không, ôn cưn đọc là yo hoặc là hitsuji đúng không, thế sao chỗ này ghép vào ông không đọc là hitsuji hay là yo mà ông lại đọc là yagi đúng không? Thì đây là những cái trường hợp nó chả vào cái quy tắc nào cả. Đó. Nên là theo như cái kinh nghiệm học của sensei thì sensei sẽ chỉ quan tâm là chữ này đứng một mình có nghĩa hay không. Ví dụ chữ này A đứng một mình nó đọc là Hitsuji, tức là con cừu, ok. Còn lại thì những trường hợp còn lại thì nó sẽ đọc như thế nào thì nó sẽ tùy vào từng cái từ vựng khác nhau. Tại sao cái này không đọc là Koyo mà lại đọc là Kohitsuji? Đúng không? Tại sao cái này lại đọc là Yomo mà không đọc là Hitsujimo? Đúng không? Nên nó sẽ rất là phức tạp. Nếu như các bạn quá dập khuôn là phải nhớ đâu là ôn, đâu là cưn và ôn cưn dùng lúc nào. Trong khi đây nó cũng chả có một cái quy tắc nào cả thì tại sao chúng ta phải nhớ quá nhiều để làm gì? Đúng không? Các bạn học đến từ nào các bạn xáo luôn từ đấy có phải tốt hơn không? Nó ví dụ như là các bạn học từ vựng có từ gì Ega đúng không, là phim đúng không? Thế bây giờ các bạn học vào sách kanji lúc lên lên bạn thấy a Ega hóa ra là chữ ánh và chữ họa.
Đó là tự nhiên các bạn sẽ nhớ trong đầu hai cái từ đấy rất là nhanh. Bạn đâu có cần phân biệt là chữ ánh này đang đọc âm ôn hay âm cưng đâu, đúng không? Chả ai hỏi bạn cả, đúng không? Nãy giờ CC nói cuốn quá không để ý. Sách kanji này CC có bán nhá. CC có bán nhá. Các bạn có thể vào video của kênh Tok Tok thì các bạn cũng sẽ thấy được cách hướng dẫn để mua sách nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với chữ dương tiếp theo CC này. Chữ này cũng là chữ dương nhá. Nhưng mà dương này thì lại không phải là con cừu nữa. Được chưa? Mà chữ dương này nó sẽ thiên về châu Âu. Nó sẽ mang tính chất là châu Âu phương Tây. Không khó đâu. Kênh của CC là tiếng Nhật không khó mà. Các bạn mà nghĩ nó khó thì các bạn học sẽ thấy khó. Các bạn mà cứ học dần ấy, thường nhá. Bạn nào mà học kanji lâu các bạn sẽ thấy thích học kanji. Thật, CC nói thật. Các bạn học kanji lâu rồi các bạn sẽ bị nghiện học kanji. Học kanji vui lắm. Vì các bạn nhìn thấy chữ này, bạn phát hiện ra chữ kia, các bạn cảm thấy rất là thích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với chữ dương này nhá. Chữ dương này thì đặc thù của nó chỉ đọc mỗi là yo thôi, quá là dễ nhớ. Đấy chưa ạ? Chữ dương này thì là chữ dương vừa rồi đấy, là con cừu đằng trước của nó sẽ kết hợp với bộ chấm thủy, là nó có thêm ba cái dấu này. Đấy chưa ạ? Đó. Và chữ dương này thì nó mang biểu tượng là phương Tây. Đấy, ý nghĩa là phương Tây chứ không phải là con cừu gì nữa. Đấy chưa? Đúng rồi, học riết thì nhìn quen là sẽ nhớ mà. Thật, CC bảo thật. Bởi vì chữ kanji nó là chữ tượng hình. Các bạn lưu ý nhé. Thường thì tất cả những cái gì tượng hình thì nó sẽ liên quan đến nhìn và tưởng tượng nhiều hơn. Nên các bạn nhìn nhiều, các bạn áp dụng nhiều là các bạn sẽ nhớ. Và khi đấy các bạn sẽ cảm thấy rất là thú vị. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với từ vựng khai triển nhé. Chỗ này chúng ta có gì ạ? Yofuku. Đây là chữ dương kết hợp với chữ phục. À, cái con cừu này của tôi bị thiếu một sừng rồi. À, Yofuku là chữ dương kết hợp với chữ phục. Được chưa ạ? Hay còn gọi là Âu phục hay là đồ Tây. Được chưa nhỉ? Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Xe yo, đây là chữ Tây kết hợp với chữ dương hay còn gọi là phương Tây. Rồi, tiếp theo chúng ta có gì ạ? Toyo, đây là chữ Đông kết hợp với chữ dương. Được chưa ạ? Hay còn gọi là phương Đông. Đó. Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Tai he yo. Bạn nào mà lần trước học với sensei sẽ nhớ chữ này là chữ Thái này, Thái là béo này, các bạn nhớ không? Phư tôi đấy, béo đấy. Đúng không? À, người mà có thêm cái dấu ở trong này là Thái nghĩa là béo đúng không? Thì chúng ta có gì ạ? Thái he yo là chữ Thái Bình Dương và có nghĩa là Thái Bình Dương luôn. Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Tai se yo, đây là chữ đại này, mọi người còn nhớ không? Chữ này thì là chữ Thái, còn chữ này thì là chữ đại, đúng không? Đại là gì? Đại là lớn đấy, mọi người nhớ không? Oki đấy, được chưa? Thì chúng ta có đại, chữ này là chữ Tây thì đúng rồi, Đông Tây mà. Đây là chữ Tây, còn đây là chữ Đông đúng không? Thì đây là chữ đại Tây và kết hợp với Dương thì thành Đại Tây Dương. Thấy không? Sensei hay live 8 giờ tối các ngày trong tuần, trừ thứ bảy chủ nhật nhá. Đấy thì các bạn thấy không? Khi mà trước đây các bạn học những chữ này rồi, bây giờ chữ này các bạn cũng học chữ Tây rồi, đúng không? Bạn ghép với chữ này thì sau này ví dụ như bạn không cần biết nó đọc là gì. Đôi khi nhá, Sensei nói thật, khi mà sau này các bạn làm bài đọc hiểu ấy, ví dụ các bạn làm lên N3, N2, N1, khi mà các bạn đi làm bài thi ấy, trong cái phần đọc hiểu ấy nó sẽ có những cái chữ kanji nó không phiên âm lên trên cho các bạn đâu, nó không có hiragana ở bên trên cho các bạn đọc đâu, nó chỉ có cái chữ kanji thôi. Đôi khi bạn cũng chả biết đọc cái này là gì, nhưng bạn ghét à chữ này chữ đại này, chữ này chữ tây này, chữ này chữ dương này, thằng này chắc chắn là đại tây dương rồi đúng không? Thì đôi khi bạn chẳng cần biết nó đọc là gì nhưng bạn lại hiểu nghĩa nó là gì đấy. Chia xem vào video trên link học từ bài 16 em không, em tìm không thấy ạ. CC đăng like tới bài 13 thôi em ạ. Mê nhá. CC đăng like tới bài 13 thôi mà. Đăng like theo lộ trình. Chưa hết nửa năm nên chắc chắn là em chưa xem được những bài từ 13 trở lên là đúng rồi nhá. CC đăng like mà. Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Yoshiki. Đấy nhá, đây là chữ dương và chữ thức. Được chưa? Thì nó có nghĩa là phong cách phương Tây. Được chưa? Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Yosoku. Đây là chữ thực này, các bạn có nhớ không? Thực trong lương thực này đúng không, thực trong ẩm thực này, thực trong ăn uống này, tabemat, bạn có nhớ cái chữ thực đấy không? Thì bây giờ chúng ta có gì ạ? Yosoku là dương thực, ý nói là gì ạ? Đồ ăn tây, kia chưa nào? Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Yoso, được chưa ạ? Dương thư hay còn gọi là sách của tây, nghe chưa ạ? Đó, sau này các bạn cứ để ý sensei, nếu như mà tất cả những cái chữ nào mà nó liên quan đến chữ dương này là các bạn sẽ hiểu à cái thằng này nó đang nói đến cái gì đó liên quan đến phương tây, được chưa?
Sensei ơi, mình live vào mấy giờ và những ngày nào trong tuần? Sensei thường live 8 giờ tối, các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật hoặc các ngày nghỉ lễ nhá. Bởi vì nghỉ lễ thì các bạn cũng còn đi chơi và Sensei cũng đi chơi. Sensei cũng là người bình thường mà, đúng không? Đấy, các bạn muốn theo dõi lịch live của Sensei hoặc xem lại các video đã live thì các bạn có thể liên hệ qua Zalo màu vàng, phở bò màu hồng nhá. Các bạn vui lòng chụp ảnh lại màn hình khi nào mà Sensei live xong thì các bạn có thể liên hệ qua nhá, để tránh mất thời gian giúp Sensei nhá. Ok chưa? Nếu bạn cần mua sách thì bạn bảo là CC em muốn mua sách. Còn nếu mà bạn bảo là bạn muốn vào nhóm học miễn phí thì bạn bảo CC em muốn vào nhóm học miễn phí. Lúc đấy CC mới biết các bạn cần cái gì để CC còn cung cấp nhá. Con có khóc thì mẹ mới cho bú được. Ok chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với ba cái chữ kanji mà chúng ta vừa học nhá. Các bạn thử comment lên CC cho các bạn nhớ cho nhá. Chữ này là chữ gì ạ? Chữ này là chữ gì ạ? Chữ này là chữ gì mọi người? À đúng rồi, chữ họa hoặc là chữ hoạch, đúng không ạ? Họa hoặc là hoạch, đúng chưa nhỉ? Và thường nó sẽ hay xuất hiện trong từ ega, được chưa ạ? Các bạn cứ nhớ là thằng này là thằng trong ega đây, là nó là thân thiện nhất. Sau này các bạn ví dụ như học thêm cái từ kekaku chẳng hạn thì nó sẽ là ở trong đấy, hoặc là manga thì nó sẽ là thằng này. Chị ơi cho em hỏi nên học kanji khi nào ạ? Em nên học kanji khi em bắt đầu học từ vựng nhé. Khi các bạn bắt đầu học từ vựng bài 1, bài 2 thì các bạn nên học thêm kanji. Các bạn có thể học một ngày 3 chữ thôi hoặc một tuần 3 đến 5 chữ thôi là được, không cần học quá nhiều. Nhưng mà nó sẽ là cái bước đệm cho các bạn để sau này các bạn học lên cao các bạn không bị dồn kiến thức quá nhiều nhá. Đừng có học hết N5 rồi bắt đầu mới quay lại cái kanji thì nó sẽ hơi đau đầu. Ok chưa? Rồi, xong chữ họa thì tiếp theo chúng ta đến chữ gì ạ? Hai cái sừng, đầu, bụng, đuôi và xương sống. Chữ này chữ gì nhỉ? Trời ơi, chưa viết xong các bạn đã đoán ra rồi. Chữ này là chữ dương, đúng rồi. Và nó sẽ đọc là hi chữ gì, được chưa? Con cừu. Ok chưa nhỉ? Rồi tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thêm bộ ba chấm thủy và cộng với chữ dương thì chúng ta cũng sẽ ra một chữ dương nữa. Nhưng mà dương này sẽ thể hiện là gì ạ? Hơi hướng phương Tây, đúng chưa nhỉ? Và chỉ có một cách đọc duy nhất là yo khi ghép với các chữ kanji còn lại. Được chưa? Nhớ cho lên xe nhé. Ok. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với chữ kanji tiếp theo này. Vừa mới học gì ạ? Dương phục đúng không? Quần áo phương Tây đúng không? Bây giờ người ta cho mình học chữ phục luôn. Ok chưa? Trong chữ phục các bạn nhận thấy chữ này là chữ gì ạ? Chữ nguyệt đấy, các bạn nhớ không? Nguyệt là trăng này, đúng không? Trăng đấy, ghê chữ hoặc là chữ kỳ đấy, còn nhớ không? Đấy, thì nó là cái chữ nguyệt này đấy. Và nó sẽ tạo ra chữ này là chữ phục. Và nó cũng chỉ có một cách đọc duy nhất là phư cự. Nhưng mà cái chữ phục này đứng một mình nhá, không có nghĩa, các bạn lưu ý giúp xem. Chữ phục này đứng một mình không có nghĩa mà phải ghép với hiragana hoặc kanji còn lại để trở thành một từ có nghĩa. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đến với cách viết của chữ phục này. Đầu tiên viết cái chữ nguyệt trước. Ok. Nguyệt trước. Được chưa ạ? Đây. Nét tiếp theo. Thêm cho nó một cái móc ở đây, được chưa ạ? Thêm cho nó một cái ngoặc vào đây, rồi tè ra đây. Thì chúng ta sẽ có chữ này là chữ phục. Ok chưa nào? Chữ phục này đúng một mình có nghĩa nha, xin sẽ quên nha. Phư cự, đúng rồi, quần áo. Chữ phục này đứng một mình có nghĩa, các bạn lưu ý xin sẽ nhá. Sensei xin lỗi nha, nãy xin sẽ nhầm nhá. Đứng một mình nó sẽ đọc là phư cự đấy. Không hiểu sao loạn ngôn. Rồi chúng ta sẽ có phư cự là quần áo, được chưa ạ? Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Yo phư cự, dương phục hay còn gọi là đồ Tây, quần áo phương Tây. Sensei cảm ơn Hòa nhá. Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Yo gì ạ? À, yo phư cự rồi, ok nhá. Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Hoa phư cự. Này, hòa phục. Đây là đồ Nhật. Đây, chữ hòa này này. Đấy chưa ạ? Hòa kết hợp với phục. Đó, thì nó sẽ thành đồ Nhật. Tức là trang phục Nhật nhá. Nếu mà người ta gọi là đồ Nhật thì nó cũng không, nó không không rõ lắm. Các bạn sẽ hiểu nhầm. Nó sẽ hoa phư cự thì các bạn có thể hiểu là quần áo theo kiểu Nhật, phong cách Nhật, được chưa? Còn yêu phư cự thì nó sẽ là quần áo theo phong cách phương Tây, đấy, đồ Tây, được chưa? Rồi tiếp theo thì chúng ta có gì ạ? Phư cự sô, được chưa? Phư cự sô ở đây có nghĩa là phục, trang, và nó có nghĩa là trang phục luôn. Ví dụ như hôm nay bạn mặc trang phục như thế nào? Dona phư cự sô desu ka chẳng hạn, đấy, thì người ta sẽ sử dụng cái thằng phư cự sô này, được chưa nhỉ? Rồi tiếp theo này chúng ta có từ này là koku phư cự. Koku phư cự suru, đây là một động từ nhá, được chưa? Và nó có nghĩa là khắc phục. Ví dụ như các bạn khắc phục một cái
sai lầm hay là khắc phục một cái khiếm khuyết nào đấy thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Koku fuku. Được chưa? Và nó sẽ đòi koku fuku suru. Okay, tiếp theo chúng ta có gì ạ? Se fuku. Được chưa? Cái này là đồng phục. À, cái này thì sẽ rất là quen. Ví dụ các bạn vào trường học hoặc là một công ty nào đấy mà người ta yêu cầu các bạn mặc se fuku, nghĩa là người ta yêu cầu các bạn mặc đồng phục. Được chưa? Tiếp theo thì chúng ta có gì ạ? Mô fuku. Đây là tang phục hay còn gọi là đồ tang. Được chưa? Mô fuku. Các bạn lưu ý nhé. Thế chưa? Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Se fuku. Đây là chinh phục. Đó. Thì các bạn thấy không? Cái chữ phục nó không chỉ mang ý nghĩa là quần áo, đúng không ạ? Nó còn có nghĩa là khắc phục, chinh phục, đúng không? Đó. Được chưa nhỉ? Ví dụ đây là đồng phục mang nghĩa quần áo rồi, đúng không? Đồ tang là quần áo, đúng không? Trang phục là quần áo, đúng không? Hoặc là đồ Nhật, đồ Tây hay là quần áo là đều là có nghĩa là quần áo, nhưng ngoài ra thì nó còn có nghĩa là khắc phục hoặc chinh phục, cũng là phục nhé mọi người nhé. Không, lúc đấy các bạn nhìn đây các bạn này, ấy giờ cái này chữ này là chữ phục là quần áo gì đây, hay là cái này là liên quan đến quần áo hay là không phải nhá, nhớ giúp dê nhá. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ có chữ này là chữ phục. Ok chưa? Rồi tiếp theo thì chúng ta đến với chữ này gọi là chữ trước. Ok chưa? Trước. Trước này có nghĩa là mặc. Ok chưa? Vừa mới học quần áo xong bây giờ học luôn chữ mặc luôn. Mặc quần áo luôn. Ok chưa? Và cái chữ trước này thì ngoài ra nó còn có ý nghĩa là đến nơi nữa. Sau này các bạn sẽ học đến cái động từ tsukimasu. Được chưa? Là đến nơi. Đúng rồi, bạn Mai để ý rất kỹ, chúng ta có chữ mục đây. Chữ mắt đây. Đúng không? Nếu mà để ý kỹ tí nữa nhá thì bên trên này chúng ta có chữ này giống chữ dương, đúng không? Nhưng mà dương này dương bị cụt đuôi. Đúng không? Đuôi không thẳng mà đuôi này ngoặt sang đây, đúng không? Thì bên trên là chữ dương và bên dưới là chữ mục đấy. Ở Nhật có mua được sách này không ạ? Ở Nhật thì sẽ không bán giáo trình này, ở Nhật sẽ chỉ có giáo trình hack não kanji 2500 từ thôi, chứ sẽ không có giáo trình này bên Nhật. Các bạn lưu ý nhá. Đấy thì các bạn để ý nhá, chữ này là chữ trước và chữ trước này thì nếu bạn để ý kỹ thì chữ này nó giống chữ dương đúng không? Nhưng mà cái đuôi của nó bị cắt ở đây, đúng không? Nhưng mà nó chuyển thành dấu phẩy bên này và bên dưới của nó là chữ mục, mục trong mắt, mê, đúng nhỉ? Đó, thì các bạn lưu ý nhé. Cái chữ trước này thì đúng một mình, nó không có cách đọc. Ok chưa? Sao khóc hiếu hiếu? Nhìn người ta học N3, N2 mà ham. Cái gì nó cũng phải có lộ trình, nó phải từ từ đúng không? Có thời gian thì các bạn học hết N5 thì các bạn sẽ lên được N4. Học hết N4 các bạn sẽ lên dần đến N1. CC có dạy quyển 2500 từ nhá. Có cả hệ thống video đã like đấy. CC đang dạy cái quyển đấy ở quyển 1. CC đang like hai giáo trình Kanji Look and Learn và 2500 từ của Hack Não Kanji. Đó thì các bạn muốn xem thì các bạn follow kênh Tóc Tóc giúp CC nhé. Mỗi lần CC like nó sẽ nhảy thông báo cho các bạn vào xem. Được chưa? Hoặc các bạn vào nhóm các bạn có thể xem lại được các video đã like. Khóc, khóc thì không mua được sách à? Thì các bạn có thể mua quyển tập Hack Não Kanji, CC like cả hai tập mà. Học đi, học cho vui. Tiếp theo này, chúng ta sẽ đến với chữ trước cho Gen này. Kia chưa ạ? Nào, chữ trước thì có rất là nhiều cách đọc này. Có thể đọc là cha hoặc là gì đây? Chữ này là chữ cha cự. Được chưa ạ? Nó có thể đọc là cha hoặc là cha cự hoặc là ki, ghi hoặc là chữ. Tùy từng trường hợp khác nhau. Đấy chưa? Thằng này nó có rất là nhiều cách đọc, rất là loạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cách viết nhá. Lưu ý trên này, đầu tiên các bạn viết chữ dương giống con cừu trước. Được chưa? Con cừu này thì cụt đuôi, đúng không? Cho cái đuôi sang đây. Và bên dưới thì là chữ mục là cái mắt đây, đúng không? Đó, thì chúng ta sẽ có chữ này là chữ trước. Kê chưa nào? Rồi. Đầu tiên này chúng ta có gì ạ? Kiru. Trong động từ kimas, mặc đấy mọi người ạ. Đây là động từ đặc biệt thuộc nhóm 2, các bạn có nhớ không ạ? Các bạn nào học thì các bạn sẽ nhớ đây là động từ đặc biệt thuộc nhóm 2 và nó được gọi là mặc đây. Đấy, fuku o kimasu. Được chưa? Đó, mặc quần áo. Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Uwagi. Chữ này các bạn còn nhận ra chữ gì không ạ? Chữ thượng đây. Thượng có nghĩa là bên trên đấy, các bạn nhớ không? Bạn nào học kanji luôn lên với lại hack não kanji với sensei mà không nhận ra cái chữ này nữa thì thôi đấy, sensei bỏ nghề luôn. Chữ thượng còn nhớ không ạ? Đúng một mình đọc là ue đấy, các bạn có nhớ không? Thì bây giờ chúng ta có gì ạ? Thượng trước, được chưa ạ? Và người ta gọi nó là áo khoác, uwagi. Tiếp theo ngược lại này, shitagi này, chữ này là chữ hạ này, còn nhớ không ạ?
Ngược với thượng là hạ đây bên dưới này, đúng không? Thì bây giờ người ta gọi là sitagi, là quần áo lót, đúng không? Mặc ở bên dưới thì người ta gọi là quần áo lót và gọi là sitagi. Còn mặc ở bên trên thì người ta gọi là áo khoác, ubagi. Thấy hay không? Dễ nhớ không? Bỏ like. Rồi, tiếp theo chúng ta có gì ạ? Tsuku. Tsuku, đây là động từ trong động từ tsukimasu. Này các bạn học động từ tsukimasu có nghĩa là đến nơi. Tsukimashita, tôi đến nơi rồi. Chưa ạ? Rồi tiếp theo, kimono này. Trời ơi, đúng không? Chữ ki và chữ mono tạo thành kimono luôn. Kimono hay còn gọi là đồ để mặc. Thấy không? Kimono, ghê chưa ạ? Quá là quen. Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Tô che cự. Đấy chưa? Tô che cự có nghĩa là đến nơi. Đấy chưa? Tsukimasu cũng có nghĩa là đến nơi và tô che cự cũng có nghĩa là đến nơi. Tô che cự này nó đang mang tính chất như một danh từ. Được chưa? Và nó còn có cả tô che cự nữa, nó là động từ nữa thì sau này các bạn sẽ học nhé. Sensei có bán sách ở bên Nhật không ạ? Bên Nhật Sensei bán giáo trình Hành Não Kanji 2.500 từ nhé. Yên tâm là giáo trình đấy Sensei có like và dạy nhé. Rồi tiếp theo chúng ta có gì ạ? Ochitsuku, điềm tĩnh, bình thản hay là bình tĩnh. Ví dụ như là mình khuyên người kia là bình tĩnh lại đi, ochitsuite kudasai chẳng hạn. Đấy thì nó chính là cái thằng này, ochitsuku. Hoặc là ochitsuita, anh ta đã bình tĩnh lại rồi. Đó, thì nó là cái thằng này. Tiếp theo chúng ta có gì ạ? Mizugi. Mizu này là nước đây, các bạn nhớ không? Thủy đấy, nhớ không? Mizugi có nghĩa là đồ bơi. Thủy trước, tức là đồ mặc khi mà nhúng vào nước thì nó sẽ là đồ bơi. Nghe chưa? Mizugi. Nhiều bạn hỏi quá, sensei có thuê em làm trợ lý trả lời comment không ạ? Sensei không có tiền trả trợ lý. Bây giờ sensei hỏi em là sensei like miễn phí đúng không? Sensei còn chả có đồng tiền nào. Thì sensei lấy đâu ra tiền trả cho trợ lý đây? Đúng không? Sensei làm gì có tiền để trả cho trợ lý? Sensei đang like miễn phí mà. Đúng không? Sensei chỉ lãi cái tình cảm thôi. Ngoài ra thì bạn nào mà mua giáo trình của sensei là sensei có lãi thôi. Sensei đang dạy miễn phí, không có tiền để trả cho trợ lý nhá. Rồi thì hôm nay chúng ta đã học xong 8 chữ còn lại trong bài 12 của giáo trình Kanji Look and Learn nhé mọi người nhé. Hôm trước thì CC đã like một nửa ngữ pháp bài 13 rồi. Và hôm sau thì CC sẽ like tiếp một nửa còn lại của ngữ pháp bài 13 nhé. Các bạn lưu ý giúp CC nhé. Ok chưa? Và CC sẽ chuẩn bị kết thúc buổi like ngày hôm nay. Và bạn nào mà muốn mua sách hay giáo trình gì, bất cứ giáo trình gì cần tư vấn thì các bạn liên hệ qua phở bò máu hồng, giá lô máu vàng. Ok chưa? Hoặc các bạn muốn vào nhóm học miễn phí, các bạn cũng liên hệ qua đó giúp CC. Ok nhá. Đó, các bạn có nhu cầu gì thì các bạn nhắn tin cho Sensei để Sensei biết là các bạn vào nhóm hay là các bạn mua sách. Nghe chưa? Dò từ Sensei ơi. Rồi, Sensei chuẩn bị tắt like nhá. Và nếu mà tối mai Sensei không bận gì thì tối mai Sensei sẽ like tiếp ngữ pháp bài 13. Mọi người nhá. Like tiếp ngữ pháp bài 13 mọi người ạ. Minasan yasuminasai. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhá. Mata ashita ne. Sensei chuẩn bị tắt like nhá. Sensei chào các bạn. お疲れ様でした。先生、じゃあ、ごめんね。OK。バイバイ、mọi người。